Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Sport Hùng đây. Và hôm nay thì bên Hùng vừa về một mẫu giày rất là ngon và đang khuyến mãi trên 50%. Mẫu giày hàng nội địa Trung Quốc xách tay, chính hãng 100%. Cam kết chính hãng, bảo hành 1 tháng, có thể check code kiểm tra chính hãng trên trang chủ lining.com. Đấy, và bây giờ thì Hùng xin phép giới thiệu mẫu giày này đến mọi người. Lưu ý là khách hàng mua hàng bên Hùng được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Nếu mà ưng thì cứ tự tin mà mua thôi, bởi vì về vấn đề chất lượng và bảo hành thì bên Hùng đảm bảo cho mọi người và cũng cam kết là hàng chính hãng rồi nha. Mã giày là Lining AITM081. Đấy, giá gốc của sản phẩm này là 499 nhân dân tệ. Đây là hàng nội địa Trung Quốc nên là nó được ghi bằng tiếng Trung, đa phần trên này đều là tiếng Trung hết. 499 tệ, nó tương đương với khoảng 1.800.000 tiền Việt theo tỷ giá hiện tại bây giờ. Đấy. Bên Hùng đang khuyến mãi đôi giày này chỉ còn 820.000, ship 40 nữa là 860 nha mọi người. Ngoài ra thì bên Hùng còn tặng kèm mọi người hai cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt do bên Hùng độc quyền phân phối. Sản phẩm rất thích hợp cho anh em bị mồ hôi tay và hay bị trơn tuột vợt. Nếu anh em nào mà chưa tìm được loại cuốn cán phù hợp thì có thể liên hệ Hùng để đặt mua thử trước, và sau đó nếu mà ưng thì có thể đặt mua nhiều ủng hộ Hùng sau nhá. Đấy, thì Hùng xin phép mở hộp cái giày này ra. Đây, đây là mẫu giày bán cực kỳ chạy bên Hùng, cứ về là hết. Đợt trước thì bên Hùng toàn đầu tiên là bán khuyến mãi sâu nhất là 920, sau đó là 880, và bây giờ có khuyến mãi còn sâu hơn, đó là 820.000 thôi. 1.800.000, 1.750.000, 1.800.000 theo tỷ giá nhân dân tệ nhá. Hiện tại thì nó rơi chắc cũng phải 3.500.000. Đấy, thì nó khoảng 1.750.000, 1.800.000 gì đấy. Thì sale chỉ còn 820.000 thôi. Để Hùng kê đấy ở dưới cho nó đỡ trượt. Rồi. Mẫu giày màu cam đen rất là đẹp. Đây là mẫu giày Ranger TD. Đây là phiên bản rút gọn của mẫu giày Lining Ranger được nhiều vận động viên hàng đầu của tuyển cầu lông Trung Quốc sử dụng, ví dụ Chen Long hay là cặp đôi Li Liu của Trung Quốc và rất nhiều các vận động viên khác. Màu sắc khá là đẹp, đen và cam. Đấy. Đôi giày này đặc điểm mà Hùng thích nhất ở nó đó chính là độ nhẹ và độ êm. Đôi giày này đi rất là nhẹ chân và êm chân, cũng như là nó rất là thoải mái khi đeo đôi giày này vào chân. Đôi giày này thì áp dụng dòng đế này là dòng đế mới của Liên Ninh, bắt đầu đi vào sản xuất là năm 2017, cũng gọi là tương đối mới đấy ạ. Từ khi dòng này ra mắt thì Hùng đã được cơ hội trải nghiệm 3 năm liên tiếp. Đôi này thì Hùng rất ưng, dòng đế này Hùng rất là ưng, vì nó khá là nhẹ, bám nền, chúng mài mòn tốt, mọi người có thể nhìn thấy các cái rãnh của nó. Đấy, và mặt đế của nó giúp chúng ta rất là bám nền, chạy rất là bám sân, và đế cao su kép chống mài mòn rất là tốt. Nó làm cái cạnh này hơi cao cao thì cũng giúp chúng ta hạn chế cái việc chúng ta bị mòn má đây, nhưng dĩ nhiên nó chỉ giúp hạn chế thôi, chứ còn chúng ta mà lết quá thì nó cũng sẽ bị xước ở má giày. Bạn nào đánh tay phải thì thường bị xước chân bên trái, kiểu như thế chắc các bạn chơi cầu lông cũng hiểu. Đấy, về phía da phía trên thì đôi giày này sử dụng chất liệu da đây thì khá là chắc chắn. Nó một miếng da khá là dày, cũng không dày lắm mà miếng da nhìn nó kiểu chắc chắn ấy. Còn đây thì là một miếng da rất là mềm mại và dễ chịu. Và da này thì cam kết cho mọi người là không có chuyện bị bong da hay nổ da nhé. Da của Liên Ninh rất là xịn, và đặc biệt Hùng đã đi đôi giày này nên Hùng biết nhé. Đã từng đi đôi giày này màu trắng nên Hùng biết rất là ưng. Đi giày đi khá bền, êm và nhẹ chân. Đấy, đôi giày rất là đẹp, màu sắc cũng rất là ưng ý luôn. Bên Hùng thì mới về size 40, 41 và 43 nha mọi người. Số lượng thì không có nhiều, mà khuyến mãi cũng chưa bao giờ sâu như thế. Và cả hàng cao chất lượng thì bên Hùng mới dám bảo hành trong 1 tháng. Đấy. Nhẹ êm, đi rất là thoải mái chân. 1.750.000, 1.800.000, giảm chỉ còn 820.000, ship 40 nữa là 860 nha.
anh em nào đã từng mua đôi giày này của bên Hùng rồi thì mọi người giúp Hùng, nếu mà mọi người xem được cái đoạn này thì mọi người comment feedback cho Hùng cái để anh em khá yên tâm mua nhá. Giày rất là ngon. Size 40, 41, 43 nha mọi người. Đợt vừa rồi thì size 43, 41 của Hùng hết. 40 đợt vừa rồi Hùng nhập đến hơn 40 đôi nhưng mà vẫn còn. Mới về size 41, 43 anh em là 41, 43 hàng về bổ sung rồi nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hùng làm video ngắn giới thiệu đến để thế cho anh em thôi, giới thiệu từng đôi một. Còn nếu anh em mà chưa ưng đôi này thì bên Hùng cũng có rất là nhiều mẫu giày khác. Anh em có thể nhắn tin cho Hùng để Hùng gửi các mẫu mà tầm giá mà anh em muốn mua và các mẫu size chân của anh em để anh em lựa chọn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.